Rồi, ok, xin chào bạn, chào quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi gió với gọi rồng nha. Hôm nay thì mình cũng chỉ muốn khoe với các bạn một tí thôi. Đó là sau 2 tháng chơi game này mình có tham gia cái sự kiện của bên gọi rồng ấy. Đâu nhỉ? Đây, cái sự kiện mà quay clip PK ấy các bạn. Đó. Thì mình clip của mình có được nhiều like nhất. Đây này. Đó. Mình làm cái kiểu edit giật 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 này thôi. Mà ai ngờ mình được tận 601 like. Nói chung được cao nhất trong số những người chơi ở đây. Thì mình đã được cái top 1. Và phần thưởng mình thì hôm nay nó đã gửi đến cho mình rồi. Đây nhá. Có 300 vỏ sò này. Cái này là để quay may mắn này. Đó. Dương đá này. Cái này mở ra những cái viên đá nâng cấp ấy. Để đập đồ. Và 1.000 kim cương. 7 triệu xu. 1.000 kim cương này thì nó có giá khoảng 500.000. Đó. Và 7 triệu xu này thì đâu đó khoảng 300k rồi đó. Vỏ sò thì 300 vỏ sò là khoảng 150. Nói chung là tổng phần thưởng này thì nó khoảng xấp xỉ 1,5 triệu. Nếu mình tính không nhầm thì nó khoảng bằng đấy các bạn. Đó. Rất là ngon đúng không? Ok, kim cương mình đâu? Mình nhận kim cương như nhỉ? À đây chưa nhận. Đó. Thì nói chung là nếu mà các bạn chơi muốn đổi gió một chút, kiểu chơi chán ngọc rồng ấy, nếu mà muốn đổi gió một chút qua game này thì cứ thử đi. Ban đầu mình chơi mình cũng thấy nó không hay, nhưng mà càng chơi thì mình càng thấy là nó cũng cũng có cái điểm hay của nó. Ví dụ đây nhá. Nhân vật ở đây mình có thể biến thành Super Saiyan tùy ý của mình. Đó, thấy không? Tóc đỏ này đây là Super Saiyan God này. Còn kia là Super Saiyan 3 hoặc là Super Saiyan 3 ấy các bạn. Nó không giống như kiểu ở trong Ngọc Rồng là phải đeo cải trang mà mới biến thành Super Saiyan được, mà đây nó là kỹ năng của mình luôn nhá các bạn nhá. Biến khỉ này. Nhưng mà gameplay thì nó cũng gần gần giống với Ngọc Rồng. Rồi thì sẵn tiện là đang có kim cương thì mình sẽ đi mua cải trang luôn nhá. Ở trong này thì kim cương nó sẽ dùng để mua cải trang và mua một số những cái ngoại trang khác. Thì mình có nạp thêm để mình cho đủ 2.000 kim cương ấy. Hôm nay thì mình sẽ đi mua cải trang Sen Bộ Hung. Đây, nó sẽ mua ở thần điện. Và mỗi một NPC nó sẽ bán những loại cải trang riêng nhá. Và kim cương ở trong game này thì các bạn hoàn toàn có thể kiếm một cách miễn phí được hàng tuần bằng cách là tích thật nhiều điểm sôi nổi đi. Những cái điểm sôi nổi các bạn có thể đi địa ngục này. Địa ngục ở đây nhá. Địa ngục ở đây thì nó cũng giống như kiểu doanh trại ở trong Ngọc Rồng ấy. Đó, cứ mỗi một lượt đi thì mình sẽ được khoảng 3 điểm, khoảng 2 đến 3 điểm sôi nổi. Như đi hành tinh ngục tù này, đi phụ bản này thì nó sẽ được những cái điểm sôi nổi. Đó. Và ở đây mình đang tích được 462 điểm sôi nổi rồi. Và mỗi một tuần ấy thì nó sẽ cho mình 462 kim cương. Tức là khoảng gần 250. Gần 250.000 tiền ấy. Đó. Cứ tích vài tuần là đủ mua cải trang Sen Bộ Hung rồi đúng không? Cải trang đây thì nó cũng đắt đấy, nó không phải rẻ đâu. Đó, 2.000 kim cương nhá. Cải trang này nó sẽ có kỹ năng riêng của nó là Thái Dương Hạ San. Đó, nói chung là các bạn thích Dragon Ball thì có thể qua đây trải nghiệm nếu các bạn chán Ngọc Rồng rồi. Đó. Và để mà mua được cải trang ấy thì nó không phải đơn giản đâu, không phải cứ có tiền là mua được đâu. Và các bạn phải đi địa ngục và các bạn đánh quái trong đó, các bạn sẽ được những cái thẻ đây này, thẻ đen đe ấy. Và mình sẽ phải đủ điểm đen đe thì mình mới có thể mua được cải trang đấy. Và mỗi một điểm nó sẽ tăng cho mình 2 điểm đen đe ấy nhá. Và cải trang Sen Bộ Hung này thì nó sẽ mua mất 400 điểm đen đe. Đó. Ok chưa? Đó, chỉ số nó không được nhiều lắm, nó chỉ là tăng né tránh của mình thôi. Tức là tăng khả năng đối phương đấm xịt lên người mình ấy. Đó. Đây cái kỹ năng của nó mình phải học. Mất 27 ki gì đó. Nó sẽ là kỹ năng Thái Dương Hạ San. Chính xác cộng 1.000 này. Làm giảm tốc độ di chuyển nhá. Nó có tấn công ta. Tức là nó cũng giống như kiểu trong Thái Dương ở trong Ngọc Rồng ấy. Nhưng mà ở đây nó chỉ được có 5 giây thôi. Đó. Mình có thể gắn ô đánh vào đây. Thấy không? Cái kỹ năng của Sen Bộ Hung ấy. Để mình thử cho các bạn xem nhá. Nó sẽ gây mù mắt đối thủ. Cái này nó chỉ đi PK thôi. Chứ đi trên quái thì hầu như mọi người trong game này đều sử dụng cải trang Android 73. Mà như mình, theo như mình biết nó cũng có sát thương đấy. Đó, 2.000 sát thương này các bạn thấy không? Và đối phương sẽ bị mù tạm thời. Và ở đây ấy, thì nó sẽ tối đa là khoảng 4 mục tiêu hay sao ấy.
mục tiêu à, 5 mục tiêu các bạn ạ. Tức là nó có thể làm choáng đến 5 người. Ok chưa? Rồi. Thì bây giờ mình sẽ ghép luôn cải trang vào đây nhá. Thường thì những cải trang mà mình có ấy, thì mình sẽ ghép ở đây để cho nó tăng chỉ số. Đây này, chỉ số mình ghép tận 20 cái cải 21 cái cải trang rồi. Thêm cái này nữa là 22 này. Cái dư cơ khí này, ghép cải trang. Đó, ghép vào nhá, thì thỉnh thoảng mình vẫn có thể luân chuyển được giữa hai cái. Ví dụ đây này, mình có thể thay đổi giữa những cải trang khác. Đây là cải trang Goten, Goten Super Saiyan. Đó, cái kỹ năng của nó cũng rất là hay. Và đam nó thì cực kỳ là to luôn nhé các bạn nhé. Biến Super Saiyan God lên này. Rồi biến khỉ này. Cải trang này phải kết hợp với chí mạng các bạn. Biến khỉ nó sẽ tăng cho mình chí mạng. Để mình thay đổi đồ chí mạng sang đã. Đó, các bạn hãy xem cái sát thương của nó khủng khiếp như nào. Pew. Bùm bùm. 14.000 nhá, thấy không? 14.000 với 4.000. Sát thương cực kỳ là to luôn. Đã đây có siêu quái này các bạn này. Ở đây có siêu quái thì đấm những cái con này các bạn sẽ được một cái phần thưởng đó là bone này. Đây là bạn này trong ông này trong team mình nhá. Super Third. Thì các bạn sẽ được một cái phần thưởng đó là ngọc thô sơ. Ngọc thô sơ và bone nhá. Nó sẽ bone thì các bạn có thể bán ra được. Cái giá của nó giống kiểu trong ngọc rồng thôi. Trong đó khoảng 100k được 600.000 bone ấy. Đó, vì các bạn tích được 600.000 bone các bạn có thể bán được 100k rồi. Đó, đơn giản không? Và ngọc thô sơ ấy các bạn sẽ đổi lên ngọc rồng. Cứ đánh một con siêu quái này thì các bạn sẽ được khoảng sẽ được khoảng 3 viên, 2 đến 3 viên. 2 đến 3 viên ngọc thô sơ này. Và 100 viên thì nó sẽ đổi được một viên ngọc rồng 1 sao. Và 700 viên sẽ đổi được 7 viên ngọc rồng. À, một viên ngọc rồng 7 sao. Đó, 2 sao là 200 viên, 3 sao 300 viên, 4 sao 400 viên. Cứ tăng lên như thế. Và một bộ, nếu mà các bạn cày không ấy, thì một bộ các bạn sẽ mất khoảng 2.800 viên ngọc thô sơ này. Và nếu mà mua bằng tiền ấy, thì các bạn sẽ phải mất đến 2 triệu năm. Nhưng mà nếu bạn cày tay ấy, thì các bạn tiết kiệm được 2 triệu năm không? Kiếm tiền nó đâu phải là khó đâu, đúng không? Đây để mình phụ ông này con siêu quái phát. À mà chúng chung team mà đánh được. Ờ mình không ăn được các bạn. Ông kia ông ăn. Đó. Đây mình ghép đá luôn nhá. Cái sư cơ khí ghép đá. Để mấy viên đá nhìn ngứa mắt quá. Đó lên được một viên đá 8. Cất vào trong dương. Ok. À, còn cái trang Oren này mình sẽ sử dụng dự phòng. Có cái kỹ năng của Oren là nó sẽ giúp cho mình tăng xuyên giáp ấy. Tức là nó sẽ tăng cho mình khoảng một tí đam nữa các bạn. Tăng cho mình một tí đam thì nó cũng rất là lợi. Thì mình sẽ để dự phòng nhá. Ví dụ mình có thể đổi cải trang phát cho mình. Bấm cái này lên xong mình lại đổi lại cải trang. Đó. Thì nó vẫn có hiệu ứng tăng xuyên giáp 15% ở đây. Ngon đúng không? Đấy, boss này. Đây có boss Zuzun. Nó cũng gần chết rồi. Để mình, chắc là mình đợi mình săn luôn con boss này cho bạn xem nhá. Ở đây không có team mình à? Mình rời nhóm mình qua tìm đại một cái team để mình săn cùng ấy. Ở đây thì nó sẽ chia lợi ích theo team. Nó không giống như ngọc rồng nhá, nó không giống như ngọc rồng đó là ai ăn boss thì người đấy ăn. Còn đây là một team ăn. Ai ăn boss ấy thì nó sẽ chia phần thưởng cho cả team luôn. Nó cũng rất là hay. Nó không sợ ai, không ai bị thiệt cả. Nhưng mà phải có, để mà KS được boss ấy thì nó cũng phải có nghệ thuật đấy các bạn ạ. Chứ không phải là thích là KS được đâu, thật. Và ở trong game này thì nói chung nhân vật Vegeta ấy là nó dễ KS boss nhất. Vì nó có cái chiêu trưởng liên hoàn này này. Đó, cái chiêu trưởng liên hoàn này nó sẽ, nó có rất là nhiều đam, đam rất là to nha các bạn nhá. Thì trưởng nó sẽ mạnh. Nó sẽ cực kỳ mạnh luôn. Thêm quả chí mạng thì ối giời ôi. Tí nữa mình sẽ kết hợp cả chiêu này và chiêu siêu thần phong ma. À không,
mình có thể đổi sang cải trang Broly. Mình có cải trang Broly mà các bạn. Đó, Broly này. Và Broly có cái gồng năng lượng cuồng nộ nhìn rất là đẹp. Nhưng mà mỗi tội hơi đắt các bạn. Để mà sở hữu được cái này thì cũng phải mất núi tiền đấy. Boss đây nó còn 12 triệu máu. Đây, đấm một lúc thì boss nó còn khoảng 2 triệu rưỡi máu thôi. Mình không đấm để mình câu cho câu thời gian ấy, để mình hồi cái chiêu Super Saiyan God. Đó, có cái chiêu này bật lên thì nó mới tăng chí mạng cho mình được. Thì mình mới có thể dễ dàng KS được con boss ấy. Đó, biến hình lên nào. Biến khỉ nữa. Rồi, bây giờ là mình sẽ gồng năng lượng Oren lên để cho nó tăng xuyên giáp ấy. Đó, biến hình Oren lên. Rồi, bật auto. Và khi ở đây thì KS boss khó lắm các bạn. Mình phải để ý ki của nó nhá. Khi nào ki nó xuống thấp ấy thì tức là nó đang gần hết máu. Chứ nó đến cái mốc 1 triệu 6 này là nó tự là nó không giảm nữa đi. Để tránh tình trạng là mấy thanh niên KS boss quá chừng. Đó, ăn được luôn. Thấy không? Cái chiêu trưởng liên hoàn nó rất là mạnh nha các bạn nhá. Cái chiêu trưởng liên hoàn nó cực kỳ mạnh luôn. Đó. Trưởng phát ăn được con boss, các bạn thấy ghê không? Rồi, thì thôi chắc là clip mình sẽ tạm dừng tại đây nha. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới. Đây, mình sẽ qua đây mình trên quái cùng đồng đội tiếp các bạn. Ở đây thì nó không phải đi trên theo PT đâu, mà nó các bạn có thể linh hoạt chuyển nhóm rất là đơn giản. Không cần phải đợi ai hết các bạn ạ. Chuyển nhóm rất là linh hoạt nhá, không cần phải cùng PT vũ trụ các thứ đâu. Thôi đổi sang ở đây để mình cho các bạn xem Broly đi, xem nó đẹp đẹp cỡ nào này. Từ từ để nó hết khỉ đã. Mình ẩn cải trang đi nhá. Vì nhiều cải trang nó sẽ có cách khắc chế ấy. Nên là mình thường mình sẽ ẩn cải trang đi để mình chỉ hiển thị mình theo bộ đồ mình đang mặc thôi. Tức là nó người ta sẽ không thể nhìn thấy cải trang của mình. Người ta sẽ không biết mình đang mặc cải trang gì. Như kiểu ông Lexert này là ông ấy để hiện cải trang thì người ta sẽ biết là ông ấy đang mặc cải trang Android 73. Đó. Và Android 73 ấy, thì sẽ có cải trang Moro nó khắc chế. Các bạn đọc manga các bạn sẽ biết là Moro nó sẽ ở trong manga ấy, Moro sẽ hấp thụ Android 73. Thì ở trong này nó cũng tương tự như thế. Kiểu đấy. Để cho nó hết khỉ nha. Rồi mình sẽ cho bạn thân Broly nó đẹp như thế nào. Đó, pew. Khỉ còn 16 giây thôi. Các bạn chờ một tí nhá. Đó, hết khỉ rồi. Thì Broly khi mà kết hợp với cái này này thì nó rất là ngon. À, thấy không? Thấy Broly không? Tóc xanh quá trời đẹp luôn các bạn. Và Broly thì nó kỹ năng của nó ấy, đó là gồng năng lượng cuồng nộ. Ở đây nó sẽ cho mình thêm máu này, thêm chính xác này, tức là mình đấm nó không bị trượt ấy. Và cái kỹ năng của nó sẽ giúp mình đấm nhanh hơn ấy. Tức là 1 phút thì bọn kia nó đấm được khoảng 100 phát thì mình có thể đấm được 130 phát. Đó. Cũng hay đúng không? Thôi, tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem.